Đi, bác có cái này này. Bác có cái này này. Có cái này này. Hả? Cái gì, cái gì? Cái gì? Hả? Bác có cái này này. Thích không? Muốn không? Hả? Muốn không? Nói thế nào? Hả? Hả? Cái gì? Hả? Hả? Nó nói cái gì? Nó nói tiếng Việt Nam, bác không hiểu. Nói tiếng Việt Nam. Nói tiếng Việt Nam. Cái gì à? Cái này này. Cái này này. À, cái đồ. À, đấy, bác tìm nhá. Kéo kéo cái dây đi, kéo cái dây. Cái dây. Kéo cái dây. Ủa. Cái này này, cái này cho ai? Cái này cho ai? Cái này cho Lulu nhá. Cái này cho Lulu nhá. Cái này cho Lulu nhá. Lulu 1 tuổi rồi Đấy, Lulu 1 tuổi rồi. Ở đây. Lulu 1 tuổi rồi. Đưa cho Lulu nhanh lên, đưa cho Lulu. Chị thấy là siêu thị nó bán ở đây sợ hơi xì mùa. Lấy ra đưa cho Lulu nhanh lên. Rồi, cho Lulu ngồi đây, Lulu đang cáu nhận chị, Lulu thấy cái người bạn Hả? cho Lulu vào. Hả? Đưa cho Lulu xem cho lên. Đưa cho Lulu xem. Đưa đây, đưa đây cho bác, đưa đây cho bác. Đưa cho Lulu cơ mà. Đưa cho Lulu. Chơi thôi, đưa cho Lulu chơi. Chưa, đây kìa. Chưa. Chưa. Ha. Nha. Cái gì, tìm gì đây? Hả? Tìm riêng túi bác. Hả? Cái này nó sao sẽ bắt buộc to sao sao sẽ bắt buộc to sao tìm gì đây hả tìm gì trong túi của bác đấy hả Lulu tìm gì? Tìm cái gì trong túi bác đấy hả hả nó nói tiếng phải nói tiếng Việt Nam bác không hiểu hả cái gì đấy đang tìm cái này cái quần của bác sao sẽ pa sao sao pa to sao sẽ mua ăn chút bàn cơm xuống khu tàu hay cơm ăn sao